Chào các bạn, hôm nay mẹ Vũ sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẫu dạo đầu hoặc dạo giữa của gam mi thứ chơi ở nhịp slow rock 6-8. Trước khi vào bài thì mình xin tiết lộ một cái thông tin, đấy là trong tháng 4 sắp tới mình sẽ khai trương một cái shop đàn tại Sài Gòn, địa chỉ là 29A Võ Trường Toản, quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn. Thì rất mong là những bạn ở trong Sài Gòn hoặc là những anh em ở trong miền Nam gần đấy thì sau này có thể qua đấy để có thể là gặp mình hoặc là mua nhạc cụ hoặc là đăng ký học ở đấy. Mọi thông tin thì các bạn có thể truy cập trang web mèoguitar.com hoặc là Facebook của mình Trương Xuân Thủy thì để theo dõi. Hiện tại thì trên đấy chưa có thông tin gì cả đâu, nhưng mà khi nào gần gần đến thời điểm đấy mình sẽ đăng những cái thông tin liên quan đến cái shop đấy. Bây giờ mình sẽ đánh mẫu cho các bạn cái mẫu dạo đầu này nhé. Làm sao chúng ta gảy dây 2, sau đấy luyến từ ngăn 2 đến ngăn 3 dây 1, gảy dây 6 cùng một lúc đấy. Sau đấy chúng ta gảy 3 2 1 3, sau đấy chúng ta thả cái ngón ra và gảy dây 1 buông và bấm hô âm si thứ, gảy dây 5 và dây 2 cùng lúc. Sau đây chúng ta gảy 4 3 2 4 3. Đấy. Mình làm lại đoạn vừa rồi nhé, làm chậm này. Đấy. Sau đây chúng ta chuyển sang cái tay của la thứ, gảy dây 5 và dây 2 cùng lúc. Sau đấy gảy 3, gảy dây 4 và dây 3. Sau đấy luyến cái ngón 1 này, ở cái ngăn 1. Sau đấy gảy tiếp. Đây, đây này. Đấy. Và chuyển sang thế tay của mi thứ. Mi thứ thì chúng ta sẽ gảy dây 6 và dây 2 cùng lúc. Sau đấy gảy 4, 5, 4, 3, 2, 1. Đấy. Mình sẽ làm lại từ đoạn la thứ này. Cái nốt cuối cùng các bạn đánh mạnh lên nhé. Đấy. Mình làm lại từ đầu nha. Rồi đến đây chúng ta thả tay ra và bấm chặn vào cung 5 dây 1 2 3, gảy dây 5 và dây 1 cùng lúc. Sau đấy gảy 3 2. Sau đấy giải cả 3 dây. Mình hay bị nhầm giữa các câu, trong đầu mình nhiều câu lắm. Lại cái đoạn này nhé. Sau cái chặn cái cung 5 này này. Đây chúng ta gảy này, dây 5 và dây 1 cùng lúc này. Sau đấy gảy 3 này, 2 này, rồi 1 2 3 cùng lúc này. Rồi lại tiếp dây 3. Sau đấy bấm ngón út vào cung 8 dây 1. Và gảy, sau đấy thả tay ra bấm cái ngón nhẫn này này vào cung 7 dây 1, rồi gảy dây 6 và dây 1 cùng lúc. Sau đấy thả. Đấy, mình làm lại đoạn này nha. Đấy. Sau đấy bấm cái tay của C7 222 này. C7 chúng ta gảy dây 5 và dây 1 cùng lúc. Sau đấy 3 2 1 3. Sau đấy luyến sang
ngăn ba. Sau đấy thả lại ra, bấm cái này của mi thứ dây 5 này, dây 4 này, kéo sang ngăn 4 này. Đấy, harmonic này. Rồi mình làm lại từ đầu đến cuối thật chậm nhá. Sự là cái đoạn này mình rất hay bị nhầm, vì mỗi lần mình đánh mình sẽ nghĩ ra một kiểu khác nhau. Tuy nhiên là để đánh cho đúng một cái mẫu cho các bạn tập thôi, kiểu nào thì nó cũng sẽ ok thôi. Lại nhá. C7 bấm như này rồi luyến sang được, hoặc là bấm như này luyến sang được, tùy. Cái đoạn vừa rồi là một cái đoạn tuy ngắn thôi nhưng mà nó có thể hoàn toàn có thể ứng dụng vào rất là nhiều bài, ví dụ những bài của Trịnh Công Sơn chẳng hạn. Mình sẽ ví dụ nhé. Bài mà 6-8 thì bạn dùng kiểu này hoàn toàn có thể đánh được cho dạo đầu cũng như dạo giữa. Và đây là một cái đoạn ngắn thôi nhưng mà khá là tình cảm. Chúc các bạn sẽ tập thành công. Và hãy nhớ nhé, mình sang tháng 4 mình sẽ khai trương shop đàn, lớp học, một cái trung tâm mèo guitar tại số 29A Võ Trường Toản, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong sẽ được các bạn ủng hộ. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ, hãy subscribe kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.